Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Tita Soccer. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ thuật Ishiyaka, một tuyệt kỹ trong bóng đá đường phố. Wow. Thì bữa giờ mọi người yêu cầu mình làm hướng dẫn kỹ thuật này hơi nhiều, vì anh Kim Messi đã từng làm kỹ thuật này rồi. Messi làm thế này. Mà đúng là Ishiyaka là phải là nó như thế này. Thì để làm động tác Ishiyaka này thì nó cũng đòi hỏi sự tập luyện. Hôm nay mình cũng là một cái buổi tập của mình với động tác Ishiyaka. Mọi người thấy rõ không nhỉ? Thì để tập động tác này thì nó sẽ có một số bước như sau. Bước 1, chúng ta sẽ làm một động tác kéo gầm, bóng xây ra phía sau lưng. Đó, bóng qua đây, kéo qua lại nha, 3, 2, 1 kéo qua đây à. Rồi bước 2 á, chúng ta sẽ nhảy trụ qua và đặt chân thuận lên trên bóng à. Rồi 1, 2 à. Rồi bước 3 chúng ta sẽ flip up nha, 1, 2 flip up nha. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ đá vào bóng, lift up, đá vào bóng, đá vào mũi chân nha mọi người ơi, lift up, đá. Rồi mọi người chú ý một điều là khi mà lift up lên á là chân phải đi theo quả bóng, chân phải đi đồng thời với bóng cùng lên. Rồi lên đó, vậy đó, lên đó. Rồi chúng ta sẽ tập với một cái marker. Thì thường là để làm động tác này chúng ta sẽ nghiêng người với lại cái marker thế này, chúng ta sẽ làm 1, 2 rồi giờ lift up và đá bóng qua phía sau lưng marker, chạy theo. Rồi làm lại nha, nghiêng người thế này, 1, 2, 3, 4 yeah. Đây rồi, chúng ta đã hoàn thành kỹ thuật Ishiyaka. Mình làm rất là đơn giản và chậm, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta là quả bóng này sẽ qua người phía sau lưng hậu vệ. Đây là động tác nhử, kéo người ta hập vô phía bên này rồi kéo qua, đá vào phía sau lưng rồi chạy theo. Chúng ta có thể làm để qua người, chúng ta có thể làm để ghi bàn, chúng ta có thể làm để truyền bóng. Ở đây mình làm để ghi bàn thì có gì không thành thế này, 1, 2, 3 không xây qua thủ môn mà đi vào lưới. Nói chung là anh em phải tập luyện nhiều bằng cách là làm với cái mắt cơ như thế này, và anh ta phải tập luyện làm sao để làm nhiều lần và tất cả mọi lần đều thành công. Khi mà làm ở đây thành công rồi thì vào sân chúng ta mới có thể làm thành công được, chứ còn nếu mà tập luyện mà làm lúc được lúc không thì sẽ không thể nào làm thành công trong trận đấu nha. Mình nghĩ là cái động tác này cũng là một động tác để rèn luyện cái kỹ năng đôi chân của mọi người, nâng tầm của đôi chân mình lên. Để tập luyện động tác này, master yêu cầu là phải làm 10 lần liên tục mà qua được. Mình làm thử nha. Yeah. 1 lần. Ok. 2 lần. Ok. 3 lần. Rất nhẹ nhàng đúng không? 4 lần. 3. Rồi có thể làm cao hơn xíu. 5 lần. 6 lần. Ok. 7 lần. 8 lần. Tiếp tục. 9. Ngày cuối cùng. Vậy là mình đã hoàn thành kỹ thuật Ishiyaka. Anh em có thể làm để qua người, làm để ghi bàn, để chuyền bóng, tùy vào cách ứng dụng của anh em. Hy vọng là qua video clip này mọi người sẽ tập luyện kỹ thuật Ishiyaka này, một kỹ thuật trong bóng đá đường phố, và sẽ nâng tầm cái đôi chân mình lên cao hơn nữa. Ok, nếu anh em thấy video clip này hay thì like, và anh em muốn mình hướng dẫn kỹ thuật nào nữa comment phía dưới cho mình biết với nhé. Rồi, mình là Phạm Trọng Thi và cảm ơn anh em đã xem. Xin chào, hẹn gặp lại.